chịu. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Ben Bố Bé. Hôm nay mình sẽ đi tắm hồ và sẽ quay những clip dưới mặt nước luôn. Anh quay dưới nước được không anh? Ờ, chết. Dưới nước hai mấy đứa con gái bằng quần bikini tắm quay nó mới hấp dẫn chứ. Ờ, chung là quay dưới nước sao nghe dục cái điện thoại luôn á. Và sau đây cái màn tài trợ là anh Ben Bố Bé tài trợ. Đúng rồi, chú ra Ben Bố Bé tài trợ, đúng rồi. Đem ngừ là một sợi. Rồi. Ơi luôn, đó. Thì hôm nay bây giờ lên. Chị cho tắm hồ các bạn, anh Ben bao mình nha. Đâu, vô. Trúng không? Trúng. Đâu. Đâu ngày mai anh chỉ làm một cái clip âm thực tôm hôm. À. Chị chúng mình ra uống tiếp. Đúng không? Không thì khác là chị. Xong rồi mình tắm hồ một lần chút mình đi nhậu mẹ. À chứ. Đúng rồi, chân xác. Mình nhìn nước biển vô trong người. Rồi. Anh lên ngàn nữa mày. Anh lên và bật vé. Mày vé. Anh còn hàng gì nữa? Anh báo cốc xin hết rồi. Tao vô thay đồ thôi tiếp. Đâu? Chù mùa hè rồi đây tắm cái hồ bơi này rộng quá mà. Tình yêu ai vẫn mà mùa đi. Bỏ đồ nào? Bỏ gà bè, bỏ đây. Bỏ gió lại mất, không biết gì hết. Bà giếp đó hả? Bà giếp đó. Này luôn, ai lái to được. Ủa, cái đầu giếp của anh chứ cũng không ai lái đâu. Bởi đi đại. Em ông tắm em cầm đi rồi vô thay quen thay đồ luôn. Ủa chị tao vô để tắm được hả? Sao anh tắm gì không? Hả? Không, anh đi quay đâu à? Đi quay chứ anh không tắm. Ê, tắm nhà chú chưa? À, chú được anh tắm cho. Nói tắm cho anh không tắm. Giờ anh đây. Hả? Tắm đi cho mình về nhà đâu? Nhậu chứ? Không, mình tắm nhau, mình tắm nước đây mình về được tắm hồ đi. Giờ chứ đếm tiền rồi chứ vô tém chứ. Em đưa tiền mà. Đám tiền rồi chứ. Cầm đi. Hả? Dạ em nói chờ em mà. Ừ. Bạn nha, hôm nay mùa hè thật là nóng được nha các bạn. Nên mình đi với mấy anh em đi ra hồ bơi ở An Dương. Anh em mình tắm nha các bạn. Chú, thật sự là mình mới chưa nhảy xuống luôn. Vô tắm ướt trước rồi đều mình mới tắm hồ nha các bạn. Đây giờ nhảy. Anh nhảy xuống mà độ nãy giờ ké là nó nhảy vô. Sao được không? Hả? Chỗ kia là như chỗ này sâu chút ra. Biết, xin tắm đây. Được anh. Đấy, bây giờ là nhiệt độ của mình ở An Dương của mình ở đây là 40 độ nha các bạn. Rất là nóng nực luôn nha các bạn. Tắm mùa hè như vậy nè, rất là sảng khoái luôn. Đây, con phúc mập nữa đây các bạn. Đây, con phúc nữa các bạn. Có bao nhiêu con đĩ đây, bao chó mày. Đi người ta bảo mèo, mấy mèo nó vào hả? Đồ. Hàng đá rồi, sao tao đây nắng đủ kia mà sáng lắm. Sao? Sáng mày đủ mấy con nhậu không? Chờ tao tấu mình đám hở. À đủ mấy tưởng con mà thằng. Tao đi ăn. Chào. Để tưởng không con nào ngon. Tưởng là bộ xương khô đang đi. Xuống nước quay dưới nước này thấy nước chảy ra cái bọt này. Cỡ lấy bì nhựa quấn lại xuống nước quay chút mà tháo lên đầu coi hư thâu coi như đầu tư cái clip mình quay chứ sợ vậy mày. Anh đang có tiền mà anh lấy bì nhựa lại anh món lại quen anh món em mấy lại tôi xuống nước quay được mấy có tiền đền đâu rồi tài sản còn nhiều đó tài sản anh đâu mấy công có tiền đền nữa chứ không được đó thu vậy sao bữa nào lãnh tiền rồi mới dám đầu tư giờ hết tiền rồi không đầu tư gì nữa tôi đều anh Ben lên đây để em hướng dẫn anh em cách bao này. Anh lên đây chứ. Đây Thiết, thầy Thiết chuẩn bị là hướng dẫn cái cách bơi. Bơi đây các bạn. Rồi, bơi đây. Đấy. Đồ bé đứng này, nước vô dạ không mấy nè. Không sao. Đây, bơi rồi. Bơi ếch. Bơi ếch. Bơi ếch bơi gì nữa. Hả? Bơi ếch đi. Bơi chó rồi. Rồi, bơi chó. Tao đi anh hầu không anh Thiết? Ừ, tao đi. Đây. Đồ heo dây heo lông ấy. Mình bên ba người. Bây giờ là ba người nha các bạn. Ba người.
bò chó này, bây giờ mình sẽ bò chó này các bạn. Bò ơi, ấm có cái kiểu kiểu bò nào độc lạ không ấm? Ấm bò bún. Ấm ơi, có kiểu bò nào độc lạ không? Có kiểu bò nào độc lạ không? Bò cá, cá mập. Cá mập ấy? À, bò cá mập. Bò thứ kiểu cá mập thôi. Đù, hai hốc cơ, hai hốc cơ. Đù, hai hốc cơ. Đây là tổng quan của hồ bơi mình nha các bạn. Hình như nước chỗ này nó xé đây này, thiết. Đây này, nước chỗ này nó xé đây này. À, đó, nó cây lưng cho mà. Đù, vậy là cái này nó cây lưng lắm. Đây nó lưu thông đúng không? Nó trao đổi nước nó lọc cho mình đúng không? Không? Hả? Anh đang chắc không biết bao quá. Không, anh đâu biết. Đây, đây họ nung nước nó. Không, lạnh nghe không cái điện thoại anh không có ấy được đâu. Sao nãy không nói giờ đi luôn? Hả? Giờ nói mấy canh con mà không có ai canh con hết. Không sao, sao mà lót. Sao mà lót nó mất đi trời. Đi trời ấy. Với bạn gái nó không? Đồ, không có gì nè. Nãy tưởng lên cho nó rồi anh em đầy đủ rồi chút nữa mình tính rồi xem rồi đi hả? Đi clip à? Đi hít đồn chút cho đồ lâu quá mà. À, là làm anh nghe anh mình. Hả? Đây là làm anh bả nhậu. Bả nhậu hả? Đi ra đây đây. Giờ đây Phúc đang hướng dẫn hết cơ tập bơi này các bạn. Không có xuống này. À. Chỉ rồi. Thôi thôi yên bung. Hả? Dạ anh muốn lên cái anh lên view không? Lên. Giờ đi giờ tình chuyện gì anh làm là đó tránh view đi. Làm gì? Đi cái điều tiêu đờ đó. Tránh view đi. Làm gì? Anh thấy cái video mà bữa hồi năm đi sinh nhật vậy mà cái gì bà mấy view anh nhờ tình chuyện gì anh phải làm mà. Đang vậy ấy? À. Đang hết hả? Không lại. Giờ chơi dưới ngắm mày. Em giật. Ờ. Giờ tám mày. Đang anh đó cái điều đờ tình cái giờ tám mày. Tám mày làm. À. Giờ tám mày cúc thôi vậy. Đúng rồi. Cúc tôi coi thử người nào mà. Lâu hơn. Anh lại lại lâu hơn. Cái mấy cái đội này. Phúc làm trọng tài Phúc. Vô. Bê thằng luôn. Ba làm trọng tài cho. Ba làm trọng tài cho. Tay này tay này. Thử người nào là. Tay nào tôi giơ tay lên là thằng kia lên rồi nha. 1 2 3 xuống. Vỗ tay, vỗ tay. Vô tay. Nhận nước luôn, nhận nước ngay bác ơi. Ừ. Ai lệnh ai? Phải ngay lệnh cơ. Cơ phải ông này giành chiến thắng, ông này giành chiến thắng. Lên ấm, lên. Ông này giành chiến thắng. Ông này giành chiến thắng. Nhạo tin. Anh ơi, chiến thắng. Wo! Non. Rồi, non lên. Không công nhận ở đây mát bát vậy. Nước này mát gơ luôn á. Ở đây. Gơ. Ở đây mình tắm có thời gian ra. Không, tắm đẹp ghê, tắm từ trưa tới chiều cũng vậy anh. Dạ. Yeah, đủ. Anh cái chịu nó, anh tắm hầu cái tầm anh nghĩ trước kia hả? À. Tắm mấy giờ em được. Gơ vậy đó. Là lùng nó tận nó. Vậy tắm vô tư vậy hả? À. Ừ. Tắm từ ngày này tới ngày mai, ở mai anh khỏi tốn tiền anh luôn. À, đồ vậy. Anh luôn là ngày mai tắm tiếp. Cái nhà nó đi cùng đây. Ừ. Anh đang chưa đổi mát tắm ngày có thời gian không? Mấy anh em đây là cũng ở Bình Định luôn hàng đó. Mấy con heo trường nào? Trường Nghiên Chiếu, trường hả? Giỏi nhất là anh biết đâu. Trường giỏi nhất Bình Định là anh biết Nghiên Chiếu đâu. Trường dưới này chiếu đâu à? Em học trường đó đấy hả? Chiên mà anh. Mấy em có biết anh Phúc đây không? Tất nhiên là không phải anh biết không em. Đù giờ sao với cái hả trời? Biết ông đây không? Anh là đầu với đầu. Không biết đâu. Ờ đúng rồi. Điên thầy vậy. Đi. Qua tới mi. Làm đường qua tới. Mình quen bên đó mình cho cầu tuột được không ta? Không được. Thêm tiền. Hả? Thêm tiền. Cái nó tiền là bao cái gì ạ? Thêm tiền. Đấy là thêm là gì cỡ nhiêu? Mấy chục. Thêm 10 20 ngàn. 10 15. Trên đây được hay đỡ chưa chiều đồ chớ giờ con ra đây tắm. Đi bài luôn á. Bao gì vậy? Em bò chó nè, em bò chó.
Không, phúc chị chủ nhà bè nhà anh bây giờ nó đang mở một cái hồ bơi cũng món lắm. Anh ở lên ở dưới đó anh nửng lên thì chở chứ. Hở, ý là gì? Đi đúng nhộng mệt quá. Dạ đây mình bao quay ba lại. Không, giờ bà bao chó rồi. Bao chó. Hai xong được. Hả? Bao chó lên ra. Mày mày sao ở đây kỳ vậy đi anh? Bao qua đây đâu? Phúc. Phúc. Cái này sao nãy tự nhiên anh không có vô sâu nước nó đuổi ra. Lý do sao? Nào? Dạ anh tắm anh gì mà anh thuốc anh mà anh xấu sạch sẽ chứ. Sạch sẽ rồi. Cái này anh đi vô cầu bà Duy anh tắm này đỡ hâu rinh nhẹ. Con nào nó chịu. Kêu nó bốn phần. Đi ba ơi ra lại mẹ. Cái ba lên cho. Được nè. Được, anh cho không? Được rồi. Ở trên kia là sâu nhất phải không ta? Trên Phúc 2 mét. Trên đó 2 mét đấy. 18 là đi rồi. 2 mét. Ý là sâu dần đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ Phúc làm một bàn bơi chổng vợ bao quay sau mày giống như bình thường hả? Ờ, chổng vợ bao quay sau mày bơi thôi. Anh đi đấm chắc anh luôn. Ừ, dạ. Mà chắc chất nước. Em đẻ luôn. Ủa sao mới là dân cái đó chi ta? Học bơi hả? À, cái chỗ đây, cái chỗ cạn này. Thiết, đây. Đây. Mấy ấy? Dạ, quăng quanh luôn á. Đủ mấy nó rớt cái mấy. Đây ấm, ba đền nha. Đây. Tự nó nấu luôn này. Đồ men, giờ anh em tâm be nghe nó tự nấu lên được. Đạp chân này. Giờ đạp chân không chạy thật không? Không đây, cô đây. Nè, không. Hình như nước bia nó mới nấu được. Ở đây nước không nấu. Được không? Được không? Nó có cái đầu xuống rồi nó kì mà nó làm lại cái nữa thì biết đau đậu nước muối nó mới đậu hồi bữa anh chém vào miệng á anh không nấu cái này anh thẻ ra tự nó nấu luôn gì hả anh thẻ ra nó nấu nhẹ nó đâu ra tự do nước muối nó mới nấu nước này đâu tầm chắc anh biết rất điện thoại với một khách luôn mấy cái này thôi vậy mấy đây mấy gì anh cái trống nước không đâu trống nước gì đó là không có trống đâu mấy gì vậy mấy gì rồi hai kẹp về nó bao nhiêu vậy đó rồi. Hai kẹp phải lệnh thi thử kẹp nào lâu hơn hai kẹp lệnh thi đi chị đang thích đâu bây giờ là tổ chức cai kẹp lệnh thi luôn ơi. Cái nào thấy rồi mấy anh đang dẫn đi ăn bánh bèo rồi. Vậy thường dẫn đi ăn không? Dẫn đi ăn bánh bèo nếu. Bánh bèo nếu. Anh chơi lắc cũng được đúng không? Đâu lạnh đi. Lạnh bốc. Không có hương mới lạnh được. Có hương rồi. Chém mát lại. Chứ nào lạnh cũng như nước rồi. Cái sinh vật gì đó nó khác hơn trên mặt nước nữa. Ờ. Cái này là cũng nhiều lắm. Xe tô ra à xe tô thôi. Thiết, em biết xe tô không? Anh biết xe tô không anh? Đây. Lên làm đoạn đi. Lên ở trên này lộn xuống, lên ở trên đây này. Lộn xuống. Xe tô là hai chân lên hả? Hả? Ý là lên ở trên á, mình xe tô mình lộn xuống dây đèn. Lộn lộn rồi mất luôn rồi. Hả? Lộn mất luôn rồi. Đang lộn mất bẹn luôn. Nè ai lộn luôn rồi. Nè một chiếc đốt. Sao con chim biết không? Con chim con mình thì. Con chim biết. Con mình thì. 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 Con m
Ôi mẹ, ơi xì như mấy con heo. Con heo mà nó rớt xuống nhà. Trời quân. Được không? Được không? Được. Anh Vy ơi xì như đậu mé cái mít nước mà nó rớt. Được đậu mé cái nhảy bờ. Cái đậu cái điều đó. Cái bè kia nhảy xuống cái nước nó phun lên đó. Ê. Về đó rồi đó. Vô nghèo á. Chù vô ấm. Cái lưng mình đi hát luôn, chẳng đi mèo của anh luôn. Hả? Đẹp vậy không? Cái đó có đi mèo không? Quê trời, giờ đâu cô? Mấy nó ngột. Không giờ lâu chưa sẽ tô lại các bạn. Bây giờ sẽ tô lại cảm giác nó thấy nó đã làm sao. Mà nước nó vô lỗ tai, bùng bùng rồi. Tuyệt vời. Quá ok luôn. Sướng. Chiều nào cũng lên đây tắm đẻ đục, có ngày này nó nóng ở dưới đó che đó. Ở nguyên giờ dưới chùa anh nó bị cúp điện luôn. Hả? Nhưng chẳng ngày lên luôn, chu nó nóng rồi. Nói đi lên tắm đùn y bài luôn á, lên nhảy xuống mát đã luôn. Cảm giác cả ngày đi. Muốn ngâm mà không muốn gì hả? Đúng rồi, xì luôn chứ sao. Quá tuyệt vời luôn. Phúc làm cộng tài cho hai em này tặc thư thử người nào tặc anh ơi. Đúng, mà nó ngược sát mà. Dày nó mới đẹp thôi chứ còn kia ngược sát. Này là đẹp này. Mà kia nó ngược sáng. Mời ba. Mời ba. Bơi giờ chúng ta có xuất nhậu anh. Hả? Bơi giờ chúng ta có xuất nhậu không? À. Bình đó. Lấy dân dân làm gì vậy? Làm gì vậy? Dầm lại. Dầm mấy lỗ rồi à? Nó biết lại. Nó dầm nó bỏ biết lại á. Biết lại. Dầm thì nấu. Nấu chứ không nấu. Dầm dầm đi, nó nhục lắm. Không nấu giờ nặng nấu. Đây dầm, ấy dầm nó ra nước. Mẹ, nấu hả? Nhưng mà nó vẫn ra cho sao nó kiếm được. Nấu với nấu nhưng mà nó vẫn kiếm tiền cũng được. Nè, tay cũng được đúng không? Đây nè, làm nước cho tặng anh trên. Cái bộ mặt á. Lúi luôn anh đây à. Hả? Thầu giống ba ông mặt. Tự lắm. Lấy cái lưng ịn vô thử đi. Đó, đủ mà nó mạnh ghê không? Nó xuống nước lên luôn này. Đó, đi lại. Đó, đủ mà ghê không? Mà công nhận nước đây nó tuần hoàn. Nước đây tuần hoàn rất là mạnh nha. Nó dạng như nó trao đổi á. Nó lấy cái nước cũ nó ra, nó lọc không? Cái này cái chỗ lọc không? Không? Ấm ấm. Nè gì em tình cái này? Chuyện tình chú ngày ơi. Chúng ta ghi là gì chuyện tình tém biển gì tém mồ ấm về. Ấm về tình. Đồ ấm tình nữa tình. Ấm tình này. Hay đó. Chút nữa lắm. Tình. Con. Anh nói quay anh ấy cắn đề xuất luôn. Cái kia là chào mấy đứa nhỏ nó chào đúng không? Mấy đứa nhỏ, đứa nào biết xe tô, lên xe tô với anh. Hai đứa. Hả? Xe tô đi với anh. Ai đồ anh quay luôn. Anh biết đi luôn. Tiếp đất bằng đầu. Lên đây một đứa. Lên tiếp đất bằng đầu. Anh xuống dưới xíu nữa. Xuống dưới nữa. Xuống dưới xíu nữa. Vào. Như con heo rồi. Trời ơi, chỗ này nước mới chảy ra nữa này. Thấy em biết thiết đấy không? Thấy đồ á. Đấy. Chù kìa nó quất vô lưng bạn ơi. Chết. Đồ mới muốn bệnh luôn á. Má, đừng nói chút nữa hò ra méo nha, chết luôn á. Làm cái đùng mà. Quay xì. Thiết lên làm cái thiết cho tôi. Ok. Đó, quay vời luôn.
Thôi vậy nha các bạn, nói chung là rất là vui khi lên hồ bơi An Nhơn này tắm nha các bạn. Thôi bye bye các bạn nha, hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Bye bye. Thôi về thôi. Thôi. Có cái móc đâu xin gì hả? Dạ. Cảm ơn nha. Chào con xin.